chạy dùng toàn transistor hết, toàn các cái loại transistor tí tí đấy, dễ kiếm. Những cái con transistor đó dễ là dễ kiếm, ví dụ như C1815 hay là C945 ở trong các cái xác thực kỳ cũ đó, hay là các cái bo nguồn, bất kỳ cái bộ nguồn nào mình cũng thấy hầu hết là C1815 và C945 rất là nhiều, với lại rất nhiều điện trở với tụ điện. Nói chung là linh kiện chỉ có như vậy thôi, toàn có tụ điện với lại điện trở, với khoảng độ 5 con C1815 nhỏ bằng cái tí đấy. Sở dĩ mình nói là bản thương mại bởi vì cái chính thức thì cái bo này mình đã mua về và dùng đã khá lâu rồi nên bây giờ nó mới cũ như vậy. Nhưng mà hôm nay mình muốn mang ra mình chế cho nó công suất nó cao hơn, và có thể mình đề ở ngoài tiêu đề là lên đến 1000W cũng không có gì là ngoa quả. Bởi vì tại sao? Cái phần dao động là cái phần dao động rồi. Nếu như sau phần dao động kích cho một cái con sò cực cực khỏe vào biến áp, thấy rồi, mình đã vẽ rất là chính xác. Ở đây là cái con diode Zener, thì mình nghĩ là cái con diode này chắc là các bạn sẽ khó mà kiếm được, vì rất là nhiều bạn gặp khó khăn ở cái chuyện diode Zener, cho nên mình thử tháo con diode Zener ra xem là nó có chạy hay không. Và bây giờ mình sẽ cấy thêm một con transistor công suất để thúc đẩy ngõ ra của dàn công suất vào ngay đầu ngõ ra của bo khích đại. À, bao nhiêu nhỉ, quên mất rồi. Con nhỏ hơn cũng được, cũng kích được khoảng mười mấy con mosfet luôn. Còn nếu mà dùng cái loại ấy thì D718 dùng mấy chục con, thì dùng cái loại này kích lên cho nó khỏe, kích cả dàn luôn. Tuy nhiên thì cũng phải chế cháo thêm một đôi chút. Hai chân C là hai, chính là hai chân giữa đấy. Ở trên cái bo nó có đánh dấu âm dương, thì có dây xanh là âm, dây vàng là dương. Và bây giờ mình sẽ cấy thêm con điện trở 1,5K và con điện trở 1K nữa, giống như mình đưa hình ảnh ở trên sơ đồ. Tức là đấu song song con 1,5K với con 1,5K và con 1K với con 1K. Như vậy, để bây giờ mình thay cái con B688 nó khỏe hơn, cho nên mình cần phải tăng điện trở lên cho nó đảm bảo công suất. Còn nếu các bạn mà dùng mosfet thì các bạn không cần thiết. Và đây thì mình đang gọi là làm trên cái mô hình rời rạc, không có đóng vào bo mạch cho các bạn dễ nhìn. Nhưng bây giờ các bạn mình mà đóng vào trong bo mạch thì các bạn nhìn cũng chỉ đến để mà nhìn thôi, giống một cái rừng chả hiểu gì hết. Cuối cùng tại hai chân C của nó thì mình sẽ câu ra hai con điện trở. Các bạn có thể câu điện trở từ 15 cho đến 40 ohm, và nếu dùng mosfet thì chỉ cần công suất 0,5 đến 1W con điện trở công suất. Còn nếu dùng nó mới tải được. Và bây giờ mình sẽ đo điện tại ngõ ra của nó là 6,5V. Như vậy thôi, chứng tỏ con diode này là con diode bảo vệ quá áp, cho nên là các bạn có thì lắp vào thì tốt hơn, mà không có thì cũng được, không sao. Bây giờ mình sẽ lắp. Trước tiên thì mình sẽ lắp mosfet
Bởi vì ấy rồi có thể mai mình lại là đăng tạo thêm cái clip lắp dàn công suất D718. Nhưng mà ở đây mình làm tốn thời gian lắm. Mấy hôm nay mình bận đó, nên là làm ấy làm chậm lắm. Thế nên mình không lắp cả 5 mosfet đâu. Mình có sẵn 4 con như thế này. Mình không lắp 10 con mà mình lắp 4 con thôi cho nó nhanh. Thì các bạn đấu con diode giống như mình đó, nắn vào dương nguồn vào chân xe để mình lắp 4 con mosfet này cho nó nhanh khi mà mình đã thấy có sẵn như vậy rồi mình chỉ việc đấu vào. Chứ còn nếu không thì rất là lâu, vì mình là mấy ngày rồi mình rất là bận mà không có thời gian làm clip. Sơ đồ mình đưa bằng hình ảnh lên và mình đã rà soát lại rất là kỹ tất cả các cái chỉ số điện trở các thứ, với lại các cái chỉ số linh kiện các thứ đấy là rất là chuẩn, không 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 sai tí nào. Mà nếu như các bạn mà có gì thắc mắc thì các bạn có thể hỏi, và nếu các bạn thấy hay thì làm, bởi vì nếu mà bạn chịu khó thì làm, vì đây là cái bản thương mại nên là người ta cũng làm, người ta bán rồi, bây giờ mình chỉ có ngồi tỉ mẩn mình vẽ lại cái sơ đồ của nó thôi, và mình đã vẽ rất là chính xác rồi, không sai đâu. Chân giữa thì các bạn đấu với dương 12 V, tức là cái chân giữa của biến áp. Chân mát thì đấu với E, đấu với chân chân S của MOSFET. Còn chân B của MOSFET thì đấu với dàn đấu với bo dao động. Như vậy nếu mình dùng một bóng thì là trên 225 V. Lý do là cái bình của mình nó yếu. Nếu có điều kiện thì mình sẽ thử với cái bình khỏe hơn thì điện nó sẽ ra khác hơn. Với thứ hai nữa, biến áp của mình quấn cũng bị ăn bớt số vòng. Cho nên là điện nó ra là như thế.